Lampard khẳng định Christian Pulisic xứng đáng mặc áo số 10 tại Chelsea, xứng những gì mà cầu thủ người Mỹ đã thể hiện, chia sẻ trên NBC, huấn luyện viên người Anh cho biết. Tôi muốn Christian mặc áo số 10 vì tôi cảm thấy cậu ấy xứng đáng với nó và bản thân cậu ấy cũng muốn như vậy. Tôi biết áo số 10 có ý nghĩa rất lớn trong đội bóng và chắc chắn có nhiều người cũng muốn thử sức, nhưng tôi muốn Chris mặc nó và tôi thật sự hài lòng khi gọi điện thông báo cho cậu ấy về điều này. Neymar đã không hề cảm thấy hối hận vì hành động sau khi anh bị đuổi ở trận PSG và Marseille. Sau khi bị đuổi, Neymar đã phản ánh với trọng tài thứ tư rằng anh bị Alvaro Gonzalez xỉ nhục và phân biệt chủng tộc. Không chỉ có vậy, trên Twitter, cựu tiền đạo của Barca còn đăng tải thông điệp cho thấy anh không hối hận vì hành vi của mình đối với cầu thủ bên phía Marseille. Điều tôi tiếc duy nhất là chưa để lại vài cú đấm vào mặt thằng khốn đó, cầu thủ người Brazil viết. Về phía Villas-Boas, huấn luyện viên của Marseille lấy lên tiếng bảo vệ cho Alvaro Gonzalez. Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, cậu học trò của mình là cầu thủ có kinh nghiệm và ông không tin Gonzalez đã có những lời lẽ lăng nhục và phân biệt chủng tộc đối với Neymar. Ngoài ra, ông Villas-Boas còn buộc tội Di Maria đã nhổ nước bọt vào mặt một cầu thủ bên phía Marseille. Miralem Pjanic gia nhập Camp Nou theo hợp đồng trao đổi giữa AS Blaugrana và Juventus liên quan đến thương vụ Arthur Melo. Theo Sport, đội bóng xứ Catalonia đã quyết định trao chiếc áo số 8 cho cầu thủ người Bosnia. Điều đặc biệt chính là Arthur Melo cũng từng sở hữu số áo này. Trước đó, số áo này từng thuộc quyền sở hữu của huyền thoại Andres Iniesta. Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp Pjanic nhận áo số 8. Trước đó, anh từng mặc số áo này khi thi đấu cho Lyon. Trong trận đấu chính thức đầu tiên kể từ khi tuyên bố trở lại với bóng đá, Arjen Robben chỉ có thể góp mặt vỏn vẹn 28 phút vì chấn thương. Đây mới là trận đấu đầu tiên của Robben sau 16 năm tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Đáng tiếc, cả Robben lẫn Roningen đều không thể có được kết quả như ý. Ngay trên sân nhà Euroborg, đội bóng này đã không thể tránh khỏi thất bại chung cuộc 1-3 trước PSV, qua đó ngậm ngùi xếp ở vị trí thứ 14. Hiện vẫn chưa rõ mức độ chấn thương cũng như thời gian Arjen Robben cần để hồi phục. Lão tướng người Hà Lan vốn được biết đến là đội chân pha lê và ở tuổi 36, không biết chừng anh sẽ phải tuyên bố giải nghệ thêm một lần thứ hai. Luke Shaw khẳng định Manchester United đã sẵn sàng cho trận mở màn Premier League, bất chấp câu lạc bộ của anh vừa thua Aston Villa trong trận giao hữu vào hôm thứ Bảy vừa qua. Man United không tham dự vòng 1 Premier League do hoàn tất cúp châu Âu ở mùa giải muộn hơn so với những đội bóng khác. Như vậy, United sẽ chỉ bước vào cuộc đua ở mùa giải này bắt đầu từ ngày 19 tháng 9 với màn so tài với Crystal Palace. Để chuẩn bị cho cuộc so tài đó, Man United đã thi đấu giao hữu với Aston Villa. Kết quả, đội bóng của Solskjaer phải nhận thất bại 0-1. Chúng tôi cần phải mạnh mẽ, tập trung vào việc giành danh hiệu chứ không chỉ là lọt vào top 4. Một câu lạc bộ như Man United cần phải giành được những danh hiệu lớn. Luke Shaw tự tin tuyên bố trước thềm mùa giải mới. Huấn luyện viên Helder Askunkas vừa bị câu lạc bộ Porto sa thải vì từng ăn mừng chức vô địch của đại kình địch Benfica vào năm 2016. Cụ thể, một trong những bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy nhà cầm quân 35 tuổi này ăn mừng chức vô địch quốc gia của Benfica vào năm 2016. Ngay lập tức, huấn luyện viên Helder Askunkas phải trả giá đắt cho màn ăn mừng cách đây 4 năm của ông. Đó là thời kỳ mà thống trị của Benfica tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Họ từng 4 lần liên tiếp vô địch giải đấu số 1 Bồ Đào Nha từ năm 2014 đến 2017. Năm 2018, Porto mới lật đổ được sự thống trị của đại kình địch để lên ngôi. Tuy nhiên vào năm 2019, Benfica một lần nữa xoáng ngôi vô địch của Porto. Porto và Benfica là hai câu lạc bộ giàu truyền thống nhất bóng đá Bồ Đào Nha. Porto đã có 29 lần lên ngôi vô địch quốc gia, trong khi con số này của Benfica là 37.